đi sản thì nhớ bảo đi. Cho anh gọi lấy cái gì? Hả? Nhất có chịu mũi trung lương. Trời ơi, pha cắt tầm cắt rất cao. Trời ơi, pha cắt tầm cắt rất cao, rất cao của Phạm Thanh các bạn. Và đây quy lực của Phạm Thanh. Phạm Thanh 2000 Cẩm Mỹ Đồng đây. Và giữ đầm không thành công, bóng bay ra ngoài. Một pha đánh bóng ra ngoài của Phạm Thanh. Và là đá cường nghiệp, có màu ai dám chơi. Rất quy lực cho Quý Nhóc. Quy lực của Quý Nhóc bên xoay của mình vừa rồi. 5-7. Điểm 5-7. Hoài Hận. Hoa đang tiếc cho Hoài Hận nỗ lực cứu bóng của Quý Nhân. Bài xử lý hay của Hoài Hận vừa rồi trước Phạm Thanh. 9-5. Trời ơi, chắc chắn. Trời ơi, chắc chắn. Và kết thúc đầy quy định của Phạm Thanh bị số 4 của mình. 6-9. Điểm 6-9. Và mũi giữa rất tốt của Tấn Mãi. Và quá ăn ý giữa Triền Hai và Tấn Mãi vừa rồi. 16. Và tới như thế này đây tới chiều sẽ rất tuyệt vời. Và kết thúc quá gọn đẹp của đằng Méo vừa rồi. Một trái bành, hai trái biết sao đang nằm. Go! 80. Vẫn còn. Vẫn còn. Thôi chơi Đăng Mèo. Và nhấc bóng quá tốt của Đăng Mèo. 90. 90. Hoài Hận. Còn. Quá hay như Quý Nhóc. Thời cơ điểm số được không thể bỏ lỡ thời cơ của Quý Nhóc mà. Đồng Sang. Quá đang đi chờ và một pha đọc trắng giữa Đăng Mèo và Quý Nhóc. Và đây quy lực của Phạm Thanh. 11 đều. Phạm Khôi phá bóng. Vẫn còn cho Hoài Hận làm gì đây? Ôi ôi. Vẫn còn. Tiếp tục. Đông Sang. Quá hay của Nhóc và Đăng Mèo. 12, 11, 11. Liên tiếp những pha lập công của Quý Nhóc các bạn. 12, 11. Tam Phong Tân Hẹp gác 3 bóng quả hay ta bây giờ. Tam Thiên Tân đã gác ngược trở lại rồi. 12 đều. Tập trận quá. 12 đều. Điểm 12 đều. Mười ba, mười hai. Đăng Mèo kết thúc tốt. Bóng gọi đặt mười ba, mười hai. Bay ra ngoài. Cổng. Mười bốn, mười hai. Điểm cho cái bên team của Bãi Biển rồi. Xong rồi. Kết thúc. 14-12. Trời ơi. 15-12.
kết thúc, kết thúc. Điều gì đã xảy ra? Hoài hận. Ui. Tiếp tục phản công. Và bóng ra ngoài. Ai không? Ơi, lần đầu tiên bên đây ta còn chấm trái mạnh luôn, dài không ra tám, chắc quá. Không ăn được rồi, làm gì cũng không được rồi. Là bông trứng cung á. 3-0. Hiện tại bây giờ là Trung Lương đang chuyền hai, thay thế chuyền hai rồi. Hoài hưởng. Ôi ơi. Phạm Thanh bật quá cao các bạn ơi. Không biết điều gì đã xảy ra với tên của Phong Tân Hiệp. 4-0. Tiếp tục là điểm cho đội bên điểm của Thiên Tâm và Biển Mật. 4-0 rồi. Được qua đi luôn. Tiếp tục là Quý Nhất. Bên này dàn trắng thật sự rất tốt nha các bạn. Cái đó thứ 3 thì đánh có chết. Ui mà. Quá nguy hiểm. Tiếp tục điểm số Phong Tân Hiệp 2-5. Buổi này buổi tiệc luôn. Và kết thúc tốc đồng dòng của Đông Sang. 3-6. 6 cho Phong Tân Hiệp. Điểm 7-3. Trời ơi. Và quá quy lực kìa rồi. Của Hoài Hận. Hoài Hận pha trung bình thấp. Cơ hội rút ngắn tỷ số đây. Và chuyện quá khó cho Hoài Hận của Tiến Đen. Giật dây. Tám bốn. Khán giả chẳng bàn tại đây rất đông. Trời ơi, một pha đánh bồi của Hoài Hận. Câu của Hoài Hận nổ sân. 5-8. Điểm 5. Và đâu hiện tại bây giờ khán giả đang rất đông, rất đông. Và chấp thật cơ của Trung Lương chuyền hai vừa rồi. Quá hay của Trung Lương. Và là bóng phá bóng quá tốt của Trung Lương các bạn. Quả bóng quá khéo léo của Đăng Méo. Của Đăng Méo. Và xử lý quá hay. Quá tốt của Đăng Méo các bạn nha. Vẫn còn. Còn lại là Đăng Méo xử lý hay nữa rồi. 11-7. Thiên Tân. Vẫn còn. Lại là quá khó cho Đăng Méo phá bóng vừa rồi. Chín mươi một. Hai trăm. Tiếp tục là Trung Lương. Điểm 10, 10-11. Hai quả liên tiếp Trung Lương phong bóng và điểm liên tiếp. Tiếp tục điểm 10, 11. Mười mười một. Nếu các bạn thấy trận đấu hay cũng như video chất lượng hãy cố gắng cho mình một like cũng như một đăng ký kênh nhé các bạn nhé. Bốn rồi. Thì số 11 đều. Điểm số được 13 đều. 1 đều.
mời vào theo. Đây là trái quyết định các bạn. Quá hấp dẫn cho. Không hiểu chuyện gì sẽ ra với Thiên Tân Bãi Biển. Ai sẽ là người kết thúc? Phạm Thanh. Và như vậy là Phạm Thanh đã kết thúc trận đấu 12-11. Phạm Thanh là người vô tay Thiên Tân vào vòng thoát tim và đinh thở. Thật sự rất đinh thở. Ba bóng vừa rồi. Một